Chào các bạn, đây là một cái thời cơ khá hay ẩn chứa những kỹ thuật khóa cơ bản mà tôi đã để sẵn trên trang Facebook của Cửa Tướng Đam Mê từ 2 ngày trước và cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ phía các bạn. Cho nên sau đây thì Cửa Tướng Đam Mê sẽ tiến hành phân tích cũng như là luận về cách giải thể trong hình cửa này. Rõ ràng nếu nhìn sâu qua một chút thì cái hình thế này hoàn toàn không phải dễ, tại vì một cái dụng ý rất quan trọng trong cơ thể đó là làm sao để mà tận dụng hết toàn bộ quân lực được sắp sẵn trên bàn cờ. Trong hình cửa này, nếu như bên đen đi thì chỉ cần một nước nữa, tức là tấn xe hoặc là tấn chốt hoặc là nhảy mã chiếu hoặc là bình pháo, lập tức sát cuộc sẽ được hình thành mà bên đỏ hoàn toàn không có cách nào để có thể chống đỡ. Nhưng mà ngược lại, về phía bên đỏ lúc này cũng đã tiềm tàng được một cái thể tấn công ở đây, đó là với hai xe, hai mã, một pháo, và kết hợp với đó còn có hai quân chốt đặc biệt, trong đó là có quân chốt 4 này, chỉ cần một nước nữa thôi là có thể chiếu tướng được. Sẽ là rất khó nếu như chúng ta không luận trước cái hình thế mà cứ tiến hành giải ảo ảo, và cái việc mà giải ảo ảo này thì cũng chẳng đem lại một cái lợi lộc gì nhiều. Như tôi đã đề cập những video trước đây, trong hình cờ này một cái dụng ý rất quan trọng của bên đỏ đó là làm sao để mà lợi dụng được con pháo lỗ 8 này hoàn toàn không phải việc dễ. Tại vì nếu như pháo tấn lên để chiếu tướng sau khi dùng chốt bình qua, giả sử như con tướng lúc đó nằm ở đây, thì lúc này con xe này chỉ cần thoái lui để ăn pháo, rõ ràng con pháo này không thể lợi dụng theo cái đường này được. Mà một cách duy nhất để mà có thể tận dụng nó là chỉ có thể dùng pháo 8 bình 4 để mà ăn con chốt này, hòng tạo cái thế chiếu tướng ở đây. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng mà các bạn cần phải nhìn ra trước khi bắt tay vào giải cái hình cờ này. Hoàn toàn đây là một cái hình cờ không hề phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Mặc dù số nước dài rất là nhiều, nhưng mà thực ra cứ đi rồi sẽ tới thôi, thuyền đến đâu câu thì ắt sẽ thắng. Chắc chắn trong hình cờ này thì bên đỏ sẽ phải chiếu liên tục, và cái nước mở đầu chỉ có thể là dùng chốt tấn 1. Rõ ràng là tướng có thể bình 5, tại vì dùng chốt ăn vào sĩ và sau đó tạo sát bằng xe rất đơn giản, cho nên tướng sẽ phải tấn 1 để ăn chốt. Lúc này bên đỏ cái nước chiếu nữa, đó là phải bình con xe này chiếu. Vậy thì nhiều người sẽ phải đặt ra câu hỏi, tại sao lại dùng con xe trước này chiếu mà thay vào đó không dùng con xe 3 này có thể bình 4 cũng là một cái nước chiếu vậy? Nhưng mà hãy để ý kỹ một chút, rõ ràng nếu như dùng con xe này chiếu thì chắc chắn là cái việc giải phóng quân mã ở đây bằng cái việc là bình xe để ăn chốt hoàn toàn không thể. Mà nếu như những người nào có kinh nghiệm một chút trong cái việc chơi cờ sẽ hoàn toàn luận ra mà thôi. Trong cờ này chắc chắn bên đen chỉ còn cách là tấn sĩ. Và chắc chắn tới đây để mà chiếu liên tục nữa thì chỉ còn cách duy nhất là ăn xe vào sĩ. Trong cờ này bên đen liệu rằng có thể lựa chọn để phương án là tướng 6 bình 5 hay không, không cần ăn xe, lập tức sẽ phải trả mạng. Tại vì bên đỏ bình xe ăn chốt vừa chiếu, tướng bình ra, rồi lại lập tức bình xe chiếu, tướng bình vào, và sau đó nhảy mã chiếu. Thì đây là cái tác dụng tích cực của cái việc là bình xe trước để chiếu. Tại vì lúc này con xe này sau khi bình đây để chiếu thì rõ ràng đã ăn mất được quân chốt, cho nên quân mã thừa thế để mà nhảy lên. Trong cơ này thì chắc chắn là bên đen sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tướng 5 bình 4 và lựa chọn thứ hai là tướng thoái 1. Nếu như tướng 5 bình 4 thì lúc này bên đỏ chỉ cần nhảy mã vào vị trí này để chiếu, buộc tướng phải bình vào, tại vì lúc này lưỡng chiếu, và sau đó chỉ cần bình xe vào trung lộ để sát. Cho nên cách còn lại duy nhất của bên đen trong hình cờ này là tướng thoái 1 thì cũng hoàn toàn là không ổn. Tại vì bên đỏ chỉ cần nhảy mã chiếu, buộc tướng bình ra và sau đó tạo sát bằng cái nước là bình xe. Đó cũng chính là lý do trong hình cờ này bên đen chỉ còn cách dùng tướng tấn 1 để ăn xe mà không thể bình tướng vào trung lộ. Và tiếp theo thì trong hình cờ này bên đỏ chỉ còn một cái chiếu duy nhất nữa mà thôi, đó là phải bình xe chiếu. Rõ ràng tướng sẽ phải bình 5 và tiếp tục bình xe chiếu. Tới đây thì bên đen một lần nữa có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tướng bình 4 và lựa chọn thứ hai là tướng bình 6. Nếu như tướng bình 4 thì lúc này bên đỏ đầu tiên là bình xe chiếu, buộc tướng phải bình vào, rồi lại tiếp tục nhảy mã chiếu. Thì đây là một cái nước chiếu duy nhất nữa tiếp theo mà bên đỏ có thể có, buộc tướng phải thoái. Còn nếu như tướng bình 6 thì bên đỏ chỉ cần bình xe 4 để sát thôi. Và tiếp theo sẽ tiến hành nhảy mã. Thì đây là một cái thời điểm thích hợp để mà tận dụng được con mã này sau khi giải phóng nó bằng cái việc ăn chốt. Lúc này thì tướng đen chỉ có thể là bình 6 mà thôi. Và bên đỏ thậm chí là không cần dùng những con pháo này vẫn có thể tạo sát một cách rất bình thường. Đầu tiên là tấn xe. Nếu như tướng tấn 1 thì bên đỏ chỉ cần nhảy mã 3 tấn 5 chiếu, buộc tướng bình vào trung lộ, và sau đó chỉ cần thoái xe để sát, rất đơn giản. Còn nếu như tướng thoái 1 thì lúc này bên đỏ cũng chỉ cần thoái mã về trung lộ chiếu, buộc tướng bình vào và sau đó tấn xe để mà sát thôi. Cho nên tới đây thì bắt buộc bên đen phải đi cái lựa chọn thứ hai, đó là tướng phải bình 6. Lúc này bên đỏ sẽ bình xe để chiếu, buộc tướng phải bình vào. Thì đây là nước chiếu duy nhất, hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Tiếp theo bên đỏ chỉ còn một cách chiếu nữa, đó là nhảy mã chiếu. Rõ ràng là tướng không thể bình 4, tại vì xe sẽ bình 6 để sát, cho nên tướng phải thoái 1. Và chắc chắn là tới đây bên đỏ sẽ phải làm sao để lợi dụng được con mã này. Lúc này đã có hai cái nước hiển hộ ra trước mắt, đó là mã 5 tấn 4 và mã 5 tấn 6. Nếu mà luận hình thế một chút, chắc chắn là cái việc mã 5 tuần 4 sẽ hoàn toàn không được. Tại vì mã 5 tuần 4 chẳng khác nào là vô tình cản đường một con xe. Và lúc đó quân mã này cũng mất tác dụng. Tại vì
Nếu như con mã này nằm ở đây thì con mã này sẽ bị cắn mất một cái đường hoàn toàn không cần thiết. Cho nên dụng ý chính xác vẫn là nhảy mã vào vị trí này để chiều. Lúc này chắc chắn là bên đen chỉ còn một cái lựa chọn, đó là tướng phải bình 4 mà thôi. Sau khi tướng binh sang lộ 4, rõ ràng đã phát sinh một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Đó là cái việc lợi dụng con pháo lộ 8 đã trở nên hoàn toàn khó khăn hơn bao giờ hết. Tại vì muốn lợi dụng được nó chỉ còn cách duy nhất là pháo 8 bình 4, nhưng mà phải tranh thủ nước chiều. Mà rõ ràng là tướng đã trốn từ lộ này qua lộ này, cho nên làm sao để mà điều được con tướng lộ 4 sang lộ 6 cũng là một cái dụng ý tất yếu của bên đỏ, mà từ này chúng ta có thể luận ra hoàn toàn không phải khó khăn gì cả. Trong những cơ này thì chắc chắn là tiếp theo bên đỏ sẽ chỉ có hai cái nước chiều nữa mà có thể xem xét tới. Thứ nhất là mã 6 tuần 4 và thứ hai là tuần xe này lên để chiều. Nếu như mã 6 tuần 4 thì lúc này bên đen chỉ cần bình tướng vào trung lộ, rõ ràng cái đường tấn công của bên đỏ sẽ rất là khó khăn. Còn chắc chắn là không thể dùng mã tuần 8 để chiều được, tại vì còn có con mã này có thể nhảy lên để cản. Lập tức bên đỏ sẽ mất đi một cái quân để mà công sát. Cho nên một cái dụng ý chính xác nhất của bên đỏ trong hình cơ này chỉ có thể là tấn xe để chiều mà thôi. Nếu như tướng tấn 1 thì rõ ràng bên đỏ sẽ tạo sát bằng cái biến là mã thoái 4 để chiều, buộc tướng bình vào trung lộ và sau đó chỉ cần thoái xe này để sát. Cho nên tới đây thì tướng bắt buộc phải thoái. Tới đây thì cái hình cơ này càng dễ cho cái việc lựa chọn, tại vì không còn một cái lối nào ngoài cái việc là tấn xe để chiều cả. Nếu như dùng chốt tấn vào sẽ là mất công vô ích, tại vì mã sẽ thoái. Nếu như pháo tấn lên để chiều, lúc này xe sẽ ăn mất, hoàn toàn không làm được gì. Chắc chắn tới đây thì bên đen bắt buộc phải tấn tướng. Và lúc này chỉ cần sức tính với hai nước thì chúng ta vẫn có thể nghĩ ra cách để làm sao có thể điều quân tướng lộ 4 này sang lộ 6 được. Đó là cái biến nhảy mã để chiều, thì đây cũng là một cái nước chiều duy nhất mà thôi, bắt buộc tướng phải bình vào. Và lúc này thì chúng ta mới cần đến sức tính, đó là phải bình xe để chiều, buộc tướng phải bình ra và sau đó bình pháo để chiều. Rõ ràng là bên đỏ đã vận dụng thành công cho người lối điều quân rất là tuyệt vời này. Đó là bình con pháo từ lộ 8 sang lộ 4, tranh thủ cái việc đang chiều tướng. Rõ ràng là tướng không thể tấn 1, tại vì bên đỏ sẽ tạo sát bằng cái nước là xe 5 bình 4. Cho nên một trong hai lựa chọn mà bên đen có thể nghĩ tới trong hình cơ này chỉ có thể là thoái mã hoặc là kế thêm pháo. Nếu như thoái mã thì lúc này bên đỏ chỉ cần nhảy mã để chiều. Rõ ràng tới đây thì bên đen không thể nghĩ tới cái việc là kế thêm một con pháo nữa, tại vì bên đỏ ngay lập tức sẽ thoái mã về trung lộ, buộc tướng phải tấn lên và sau đó tạo sát rất đơn giản, đó là bình xe để chiều đáy. Cho nên chắc chắn là bên đen sẽ nghĩ tới cái việc là phải chạy con mã này và có hai cái lựa chọn rất là gợi mở. Đó là mã 6 thoái 7, hòng mục đích là hạn chế sự hoạt động con mã này. Và thứ hai là mã 6 thoái 5 để ngăn không cho con mã này có thể thoái lui vào trung lộ, ngầm ngăn cản được cái nước chiều. Nếu như mã thoái vào trung lộ thì lúc này bên đỏ sẽ thoái mã để chiều, buộc mã phải tấn lên và tiếp tục bình xe để sát rất đơn giản. Nếu như bên đen tiến hành thoái mã về vị trí này nhằm mục đích là hạn chế được cái sự hoạt động con mã lô 3 của bên đỏ thì cũng hoàn toàn không được. Lúc này bên đỏ sẽ có một loạt giải pháp rất hay như sau. Đầu tiên là thoái mã. Rõ ràng là tướng không thể tấn lên, lợi dụng vào cái việc là bên đỏ có nước là bình xe để sát, cho nên chỉ còn cách duy nhất là bình pháo. Thì lúc này bên đỏ có một kỹ thuật rất hay, đó là bình xe. Lợi dụng vào cái việc nếu như tướng thoái 1, chắc chắn là bên đỏ sẽ nhảy mã để mà tạo sát bằng cái nước lưỡng chiều. Cho nên tới đây thì bên đen chỉ còn cách duy nhất là bình tướng. Thì bên đỏ sẽ thoái mã chiều, thì tướng phải bình ra rồi lại tiếp tục bình pháo để tạo sát cực kỳ đơn giản. Cho nên một cái lựa chọn duy nhất còn lại của bên đen trong hình cơ này chỉ có thể là bình pháo để chiên thêm ngòi mà thôi. Lúc này bên đỏ sẽ có cách như sau. Bình xe để chiều, lợi dụng vào cái việc là quân tướng không thể thoái lui để ăn xe, tại vì ngay lập tức bên đỏ sẽ tạo sát bằng cái việc lưỡng chiều, đó là mã 4 tấn 6. Cho nên bắt buộc tướng phải bình vào. Thì bên đỏ sẽ thoái mã để chiều, chắc chắn tới đây thì tướng chỉ còn cách là bình ra. Tiếp theo bên đỏ bình pháo chiều, thì đây là một cái nước chiều duy nhất nữa, hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. Lúc này bên đen bắt buộc phải thoái mã. Tiếp theo thì bên đỏ sẽ có những kỹ thuật rất hay như sau. Đầu tiên là thoái xe chiều. Nếu như tướng tuần 1 thì bên đỏ sẽ tạo sát bằng cái biến là mã 3 thoái 4, cho nên tướng sẽ phải thoái 1. Và tiếp theo sẽ nhảy mã vào vị trí 7 để chiều. Đây là một cái nước đi có tính toán sâu xa về cái nhìn toàn cục, tại vì sau khi nhảy con mã này vào lộ 7 thì chắc chắn sẽ còn phục nước là mã 7 thoái 5 để chiều, tạo nên một hình trận vô cùng khó khăn cho bên đen. Tại vì con xe này đã khóa, cho nên lúc đó quân tướng này bắt buộc phải bình vào trung lộ, thì lúc đó chắc chắn là sẽ phát huy được tác dụng của con mã lộ 3. Chắc chắn là trong hình cơ này thì bên đen sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chạy mã và lựa chọn thứ hai là để kê con pháo này vào. Nếu như chạy mã chắc chắn không phải là một cái phương án hay, tại vì một cách duy nhất trong hình cơ này chỉ có thể là thoái mã về đây mà thôi. Thì bên đỏ sẽ thoái mã chiều. Nếu như tướng bình 5 chắc chắn là không phải một cái phương án hay ho, tại vì bên đỏ lập tức sẽ tạo sát ngay bằng cái biến là tấn xe, buộc tướng tấn lên và sau đó thoái mã ăn pháo chiều. Nếu như tướng bình 4
thì rõ ràng là bên đỏ chỉ cần đơn giản mã 5 thoái 6 để sát, cho nên tướng sẽ phải tấn 1. Thì bên đỏ tiếp tục bình xe chiều, rõ ràng là tướng sẽ phải bình ra. Thoái mã này về cũng không quan trọng, tại vì lúc đó xe sẽ thoái 1 để ăn thôi. Tiếp theo thì bên đỏ bình pháo chiều để sát ngay. Cho nên sau khi bên đỏ thoái mã vào trung lộ chiều, bục mã phải thoái thì lại tiếp tục bình chốt chiều. Đây là một cái nước đi rất quan trọng nhằm ngăn không cho con mã này có thể phát huy tác dụng ở cái khâu phòng thủ được nữa. Đó là mã phải thoái lui. Tiếp tục tấn xe chiều, tướng tấn 1, rồi sau đó thoái mã chiều. Thì rõ ràng là con mã này nếu như còn ở đây thì có tác dụng là nhảy lên cái lỗ này để mà cản quân. Chắc chắn tới đây thì bên đen chỉ còn lựa chọn là tướng tấn 1, và sau đó bên đỏ sẽ tạo sát bằng cái việc là bình xe. Cho nên tới đây thì bên đen không thể nghĩ tới cái việc là chế con mã mà bắt buộc phải kê thêm một quân nữa, đó là quân pháo. Thì bên đỏ như đã định đầu tiên vẫn dùng mã 7 thoái 5 chiều, bục tướng bình vào trung lộ và tiếp tục bình pháo chiều. Đây là một cái nước đi quan trọng nữa, bắt buộc con pháo phải bình vào. Và sau đó có một cái nước đi rất hay và rất cao như sau. Đầu tiên là dùng xe thoái 3 để mà dùng con mã này chiều. Chắc chắn lúc này bên đen không thể phát huy tác dụng con xe này được. Đó là nếu như dùng xe thoái lui để ăn mã, lập tức bên đỏ sẽ nhảy mã chiều. Đây là một cái nước lưỡng chiều, cho nên chỉ còn cách duy nhất là bình tướng mà thôi. Thế bên đỏ sẽ tạo sát đơn giản bằng cái việc là dùng xe để chẻ mã. Cho nên sau cái chiêu pháp tuyệt vời này của bên đỏ thì bên đen chỉ còn một cái lựa chọn là tấn tướng mà thôi. Lúc này bên đỏ sẽ có tiếp tục một kỹ thuật nữa mà chúng ta cũng cần phải học hỏi, đó là kỹ thuật che chắn. Đó là thoái mã chiều. Đây là một cái nút đi quan trọng nhằm hạn chế tác dụng của con xe này đối với con mã sau thì chúng ta sẽ rõ. Tiếp theo thì bên đỏ đang còn phục cái nước là dùng xe tấn lên chiều tường và sau đó bình sang cái lỗ 6 này để sát. Tại vì con xe này đã không thể thoái lui để ăn mã, cho nên một cái lựa chọn chắc chắn duy nhất của bên đen chỉ có thể là bình pháo. Thì lúc này bên đỏ sẽ bình xe chiều. Tới đây thì chắc chắn là bên đen sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là bình tướng và lựa chọn thứ hai là thoái con mã này về. Nếu như tướng bình ra thì lúc này bên đỏ sẽ bình xe chiều, buộc tướng phải bình vào và tiếp tục chém pháo đi chiều. Tới đây thì chắc chắn là tướng phải thoái và sau đó nhảy mã chiều, thì chắc chắn là bên đen sẽ phải nguy ngập. Tại vì tướng 5 bình 4, lập tức bên đỏ sẽ thoái mã về trung lộ để dùng xe tạo sát ngay. Còn nếu như tướng bình 6 thì rõ ràng là quân mã này đã khóa gốc, cho nên chỉ cần động đậy con xe thì chắc chắn sát cuộc cũng sẽ được hình thành. Cho nên tới đây thì tướng bắt buộc phải tấn. Thế bên đỏ lúc này cũng chỉ cần thoái mã để mà sát thôi. Cho nên tới đây thì bên đen chỉ có một cái lựa chọn duy nhất mà thôi, đó là phải thoái con mã này về. Biết là hy sinh nhưng mà rất đau khổ, không còn cách nào khác. Thế bên đỏ đầu tiên dùng xe đoạt mã chiều, buộc tướng phải bình ra. Và tới đây là một cái điểm sáng nhất của hình cơ này, mà điều này chúng ta rất là hay áp dụng trong thực chiến, đó là kỹ thuật dùng xe và mã. Trong hình cơ này thì bên đỏ đã tưởng chừng như vi phạm vào một nguyên tắc rất cơ bản trong toàn cuộc, đó là xe và mã đã áp quá sát quân tướng, cho nên không thể tạo sát bằng cái việc là chiếu liên tục được. Nhưng mà nếu luận về hình thế kỹ một chút thì chắc chắn sẽ có một kỹ thuật kinh người ở đây, đó là kỹ thuật phế xe. Xe phải bình ra. Chắc chắn là bên đen không thể lựa chọn một cái sự ngơ ngẩn ở đây, đó là tướng bình vào trung lộ, bỏ qua cái việc là ăn không quân xe. Tại vì lúc này bên đỏ chỉ cần đơn giản thoái mã ăn pháo để chiều, tướng thoái 1 thì lại lập tức bình xe để chiều, tạo thành một cái hình trận vô cùng nguy hiểm. Nếu như tướng bình 6, lúc này pháo sẽ bình 4 để sát. Còn nếu như tướng bình 4 thì cũng không hề sống sót nổi với 4 quân 2 mã, 1 xe 1 pháo này. Lúc này đầu tiên là tấn mã chiều, tướng tấn lên và sau đó chỉ cần bình xe để mà sát thôi, rất đơn giản. Cho nên tất nhiên thì tới đây bên đen không còn cách nào khác ngoài cái việc là phải dùng tướng để ăn xe, một con mồi rất là béo bơ. Nhưng mà lúc này bên đỏ sẽ có một kỹ thuật như sau. Đầu tiên là nhảy mã chiều, đây là một cái nước đi cực kỳ quan trọng. Tại vì trong hình cơ này sẽ cho bên đen hai cơ hội để lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tướng thoái 1 và lựa chọn thứ hai là tướng bình 5. Thì tôi xin phân tích một chút như sau. Tướng bình 5 chắc chắn sẽ không được, tại vì lúc này sẽ thoái mã chiều. Cho dù là tướng có thể bình 4 hoặc là bình 6 cũng đều bị sát cả, bởi cái nước là mã 3 tấn 5. Đây là một kỹ thuật rất cơ bản, đó là dùng pháo để găm cái đường ở trung lộ, còn dùng mã để mà ngăn cản không cho tướng có thể thoái lui và lập tức chỉ còn dùng con mã còn lại để sát. Cho nên tới đây sau khi bên đen chiều thì bên đỏ chỉ còn một cái lựa chọn nữa, đó là thoái tướng. Thì bên đỏ lúc này chỉ còn một cái chiều duy nhất nữa mà thôi, đó là thoái mã vào vị trí này. Rõ ràng là tướng không thể tấn lên, tại vì bên đỏ sẽ tạo sát như cái biến vừa nãy, tức là mã 3 tấn 5, cho nên phải thoái 1. Thì đến cái thời điểm này thì chúng ta mới có thể nghĩ tới cái việc là bắt đầu lợi dụng được con chốt ở lỗ 8 này, có thể là một cái thế cơ rất là chặt chẽ. Và chắc chắn tới đây không cần tính gì nhiều thì bên đỏ chỉ còn một cái chiều nữa mà thôi, đó là thoái mã vào trung lộ. Lúc này bên đen sẽ có hai cái lựa chọn thứ nhất là tướng tấn 1 và lựa chọn thứ hai là tướng bình 5.
Nếu như tướng tuần 1 thì sẽ bị thua một cách chóng vánh, tại vì lúc này bên đỏ có một kỹ thuật rất hay, đó là thoái mã. Nếu như tướng tuần 1 hoặc thoái 1 lúc này cũng đều bị thua cả, tại vì con pháo đã đứng sừng sững ở trung lộ, tướng không thể bình vào. Tại vì nếu như tướng thoái 1 lúc này, bên đỏ chỉ cần nhảy mã vào vị trí này để mà sát thôi. Tướng tuần 1 thì cũng vậy. Cho nên tới đây thì bắt buộc bên đen phải vào tướng. Thì bên đỏ đầu tiên là thoái mã về vị trí này để chiếu. Nếu như tướng bình ra thì lập tức bên đỏ còn có thủ đoạn là dùng mã tấn lên vị trí này để tạo sát một cái hình thế đối xứng như vừa nãy. Cho nên chỉ còn lại một cái lựa chọn là bình tướng. Và tới đây thì những người nào chỉ cần tính hai nước trở lên thì sát cuộc sẽ được nhìn thấy thôi. Đầu tiên là tấn mã chiếu. Lúc này không còn cái lựa chọn nào khác ngoài cái việc là thoái pháo hoặc là thoái xe để ăn mã. Thì lập tức bên đỏ chỉ cần bình con sốt này vào nhẹ nhàng nhưng mà tạo thành sát cuộc rất kinh điển. Thì vừa rồi là một cái thế cơ rất hay, trong đó ẩn chứa những kỹ thuật rất cơ bản mà qua đó thì chúng ta có thể áp dụng được phần nào trong thực chiến. Hy vọng là sẽ giúp ích được các bạn ít nhiều cũng như là có thể khơi gợi được cái sự thú vị ở mỗi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.